Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Pleiku chính thức đi vào hoạt động. Đây là dự án được Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel thiết kế, xây dựng, tích hợp và phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku triển khai thực hiện. Trung tâm điều hành thông minh thành phố Pleiku với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra cái nhìn tổng thể trên mọi lĩnh vực. Thông qua trung tâm điều khiển thông minh, lãnh đạo sẽ có cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các hoạt động của các đơn vị. Tất cả phản ánh của người dân về các lĩnh vực được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính kèm theo hình ảnh, video hiện trường, thay vì phải trực tiếp đến trụ sở hành chính. Từ những phản ánh này được trung tâm tiếp nhận và gửi ngay tới lãnh đạo nơi có sự việc đang diễn ra. Quá trình tiếp nhận, xử lý và kết quả được đăng tải ngay sau đó để người dân có thể giám sát, phản hồi.